Hello anh em, bữa nay có một phôi ISO khoen lớn mọi người nha, hay gọi là súp lở. Cây này ngắn nha anh em, 3m3, độ cứng rất cao, carbon, phù hợp anh em câu chê, dép, thác lát, cá chặt rồi đó, ở những cái địa hình chật hẹp anh em ha. Thì cũng có do cũng có nhiều anh em yêu cầu mình là kiếm cần ISO mà carbon nhưng mà nó ngắn ngắn thôi để có thể luồn lách vô trong những cái địa hình chật hẹp á, thì bữa nay mới kiếm được bộ phôi này. Thì có gì anh em liên hệ lại mình nha. Cây này giá cũng rẻ thôi nha anh em, giá cây này sẽ là 800, là mình sẽ bao gồm công hạ với trang trí màu sắc hay là trang trí hoa văn này nọ theo yêu cầu riêng của anh em luôn, với miễn phí ship luôn đấy, cho anh em gọn. Cây này phôi dày đó mọi người, để mình quay chi tiết ha. Đây đuôi trần nè, anh em nhìn là thấy đẹp rồi nè. Khúc cán đẹp nè, khúc này là nó làm sần sùi nha anh em, chứ không phải nó bị chày đâu nha. Bát này là bát dạng vặn cho nên là hạ cũng sẽ hơi cực, thì khúc này mình sẽ trang trí cho anh em thiệt là đẹp ha. Olympic Century dài 3m3. Cái riêng cái độ cứng 80 này thì mình thấy là nó mình sao ta, có lần mình cũng hơi thắc mắc vì cái độ cứng cần súp lở mà nó rơi vào 80 á, hơi khó hiểu thật sự. Thì nếu mà súp đánh bạc bãi biển thì nó sẽ rơi vào khoảng 25-30 rồi nào 33 là đã cứng lắm rồi, nhưng mà cái này là nó dạng ISO khoen lớn đó mọi người. Riêng cái này thì mình thấy gọi là cứng thì đúng là rất cứng, độ cứng này nó phải rơi vào khoảng là 20H nha mọi người. Phôi thì rất là dày, tất cả các phôi ở bên trong với bên ngoài đều đẹp hết mọi người ha. Đó. Để mình quay độ dày cho anh em xem nha. Đó, mọi người thấy không? Đã ghê không? Cây này là phù hợp anh em câu thác lát, cá chặt đồ này nọ mọi người nha. Câu trong rừng, câu trong những cái địa hình mà nó chật hẹp mà chúng ta không thể sử dụng cần dài được. Cái chê đó, đó anh em thấy nhìn cái ngọn phôi dày ghê không? Ôi wow. Khối lượng cây này vì nó hơi dày, phôi nó dày với mọi người cho nên khối lượng nó cũng gọi là hơi nặng nặng tay chút xíu mọi người nha, không nặng lắm đâu. Nếu mà hạ hoàn thiện xong thì mình cân sẵn thì mình thấy là nó sẽ rơi vào khoảng 220 gram, với lại là nó ngắn đòn cho nên là anh em trầm nó cũng gọi là rất là đậm tay đấy. Thì lâu lâu mới có một bộ nha anh em đó. Rồi ok mọi người ha. Giá thành thì cũng gọi là rẻ, tại vì cây này thì nó cũng hơi ngắn xíu, thì cũng kén anh em xài, nó phù hợp với một số anh em đã từng inbox cho mình thôi. Thì có gì anh em liên hệ lại ha, tại vì lâu lâu mình mới kiếm được một cái bộ phôi nó ưng ý để tiến hành gia công hạ cần tay cho anh em. Rồi cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình nha.